khách hàng lớn có tư cách ở chỗ này lựa chọn vật phẩm chẳng những đường phục vụ chú đá mà còn được đảm bảo riêng tư cửa hàng linh tê luôn luôn nổi tiếng về chất lượng phục vụ được nhiều cường giả yêu quái tộc tình quái tộc ưa thích cửa hàng trưởng mang hai người đi xuyên qua những gian phòng này đi sâu vào bên trong tới một tĩnh thất vô cùng xa hoa vách tường bên trong tĩnh thất được làm từ kim loại giống như là cửa lớn hơn nữa còn có đường khắc pháp trận cách âm rõ ràng là một tồn tại cao cấp hơn các gian phòng trước Trang trí ở trong tĩnh thất này rất xa hoa, mùi thơm hoa cỏ thoảng thoảng là ngấm vào trong người, khiến cho người ta người người có cảm giác là thính mắt tinh. Trên bàn có nhiều hoa quả tươi, ghế sofa rộng lớn với những tấm đẹp êm ái, bên cạnh còn có một căn phòng kín được ngăn cách bằng một loại chất liệu giống như thủy tinh. Trong căn phòng kia cũng chỉ có một chiếc bàn lớn, nhưng qua lớp thủy tinh có thể nhìn thấy được trên vách tường này có khắc pháp trận cách ly tuyệt đối, nghĩa là căn phòng này không chỉ dùng để ngăn cách âm thanh, dân phòng kia dùng để kiếm hàng, là một số vật phẩm đặc thù có nguy hiểm nhất định dùng nó để ngăn cách. Chỉ có khách hàng cao cấp mới của chúng ta là mới có thể giao dịch ở chỗ này. Khi giao dịch các khách quý chỉ cần ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tình huống của vật phẩm bên trong, đây là bảo đảm an toàn cho khách quý. Đường ta mỉm cười nói, suy nghĩ thật là chú đáo, nơi này có an toàn hay không? Cửa hàng trưởng nói, Phương sẽ an toàn xin hai chiêu vị yên tâm, đây là cửa hàng hạch tâm nhất trong tổ đình, rất nhiều năm qua chưa từng xuất hiện sự cố, mà nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn căn cách, ngay cả thần thức cũng không thể nào nhìn trộm. Đường Tam gật đầu nói, vậy thì tốt, ta giới thiệu với ngài một chút, vì này chính là đại sư mà ta từng nói qua, ta chỉ biết đại sư họ lâu, ngay gọi là lâu đại sư là được. Cửa hàng trưởng vội vàng khom người nói, Lâu đại sư ngày hảo chú ta là hứa tự nhiên Là một trong những người phụ trách chính của cửa hàng Linh Tê Rất vinh hạnh có thể gặp được ngay Được rồi, lâu đại sư lúc này chỉ hừ một tiếng cũng không nói gì thêm Đường Tam đam đứng một cách một bên chặn lại nói Lần này ta rất may mắn mới có thể tìm được lâu đại sư Thật sự là đặc biệt may mắn Ta đã nói với lâu đại sư thành ý của chàng chủ đại nhân Và thực lực của Linh Tê lộc yếu nhất mạch Lúc này đại sư mới cùng với ta tới đây Hứa tự nhiên cũng là người nhạy bén và tinh tế Nghe đường tam nói như vậy lập tức không ngờ lại lần nữa Thật sự là vất vả cho đại sư Lâu đại sư khoát tay một cái sẽ nói Không cần khách sáo nữa, nói chính sự đi Hứa tự nhiên vội vàng ngồi thẳng dậy lại nói Lúc trước chàng chủ đại nhân đã nói với ta Nếu có thể liên lạc được với ngay Ngay có yêu cầu gì chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn Ngay xem Lão đại sư thản nhiên nói, Tula đã nói tình huống của các ngươi với ta, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta có thể cung cấp hàng cho các ngươi, nhưng số lượng và thời gian không thể nào bảo đảm trước. Khi ta giao hàng các ngươi phải trả tiền ngay, giá cả sẽ do ta định. Tula sẽ là người liên lạc giữa chúng ta. Ta bình thường đều ở tù đình. vừa nói hắn run tay một cái một vật phẩm đã bay đến chỗ của hứa tự nhiên hứa tự nhiên đưa tải tiếp nhận khi anh thấy rõ ràng vật trong tay thì chỉ cơ hồ trong nháy mắt đã bắn người lên hai tay nâng vật kia lên trên đầu cung kính hành lễ trong miệng nói kiếm thánh vạn án Lâu Đại Sư ném cho hắn lại là một lệnh bài hình kiếm, chính là tín vật của kiếm thánh cung, Hứa tự nhiên trong lòng thay đổi thật nhanh, cung kính đem kiếm thánh lệnh đưa tới trước mặt của Lâu Đại Sư, "Ta hiểu rồi Đại Sư, điều kiện của ngài cơ bản chúng ta không có vấn đề gì, nhưng việc định giá cũng cần dựa vào trận bàn ngài cung cấp ước lượng một chút ngài xem." Lâu đại sư lúc này phất phất tay, ngắt lời hắn nói, ước lượng cái xí lấy giá theo thị trường, trận bàn ta bán cho các người sẽ xuất hiện ra trên hội đấu giá, lấy giá ở đó làm chuẩn. Ánh mắt của hứa tự nhiên sáng lên nói, chuyện này không có vấn đề, nhưng đại sư có thể trao cho chúng ta bán độc quyền không? Nếu có thể là nơi duy nhất bán ra trận bàn, đừng nói là theo giá trên hội đấu giá, dù có tăng thêm một chút cũng không thành vấn đề. Với mạng lưới của hàng linh tê, sau khi quảng bá nhất định là sẽ thu được thuận lợi. Lô đại sử lắc đầu nói Tín vật người cũng đã thấy Ngươi cảm thấy ta có khả năng cho người bán độc quyền sao Chấp nhận bán cho các người đã rất mạo hiểm rồi Ta sở dĩ làm như vậy là vì Tu La đã giúp ta một đại ân Xem như là ta nể mặt hắn Một nguyên nhân khác là muốn kiếm nhiều tiền một chút Để có thể mua được nhiều vật tư tốt để tiếp tục nghiên cứu pháp trận Đúng rồi tương lai khi mà thanh toán Các người cũng có thể dùng vật tư đổi lại Nhưng vật tư này cũng có thể dựa theo giá đấu giá không có dò dự nhiều hứa tự nhiên lúc này lập tức nhẹ nhàng gật đầu nói được rồi phải thì cứ theo như lời của đại sư đối với vật tư Giá gốc và giá đấu giá có chênh lệch không nhỏ thực tế thì hứa tự nhiên cũng không nghĩ tới có thể giành được độc quyền người ta đã biểu lộ thân phận từ trong kiếm thánh cung muốn giành được độc quyền là một chuyện không thể nào nhưng dù không được độc quyền đeo cầm được một phần cũng tuyệt đối là có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát được rồi lâu đại sư lúc này hài lòng nhẹ nhàng gật đầu Hứa tự nhiên nói, đại sư không biết ngày tính cung cấp cho chúng ta bao nhiêu trận bán, trùng lại với số lượng như thế nào. Lâu đại sư lúc này liếc mắt nhìn hắn, Khó nói tùy tâm tính, con mắt của hứa tự nhiên khẽ chuyển động lại. Đại sư ta hiểu được ngài chế tác trận bà là không dễ, đây đều là kết tình tâm huyết của ngài. Ngài xem thế này được không, lấy đâu xá làm cơ sở, chúng ta sẽ trả thêm 10%, nhưng chúng ta có thể hy vọng rằng ngài có thể đem ít nhất một nửa thành phẩm cung cấp cho cửa hàng linh tế. Thật sự là một thương nhân yếu tố, đường tam biểu lộ lạnh nhạt cũng không khỏi tán thưởng trong lòng, đồng thời kinh ngạc vị trí của hứa tự nhiên cũng trong cửa hàng. Hắn không trao đổi với linh tế yêu vương mà đã quyết định như vậy giá còn cao hơn khi mà đấu giá 10%, vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền lời đấy? Linh Tê lộc yêu nhất mạch có thể trở thành thương gia nhất nhì đại lục, quan nhiên là có điểm khác biệt. Lưu đại sư trầm mặc, hắn theo bản năng nhìn Đường Tam một lúc, Đường Tam cũng không bày tỏ bất kỳ điều gì. Lưu đại sư lại nói, cứ như vậy đi, nhưng ta không cách nào cam đoan được tuyệt đối, chỉ có thể tận lực làm một nửa. Hứa tự nhiên đại hỷ sẽ nói Vậy là quá tốt rồi, hy vọng có thể cùng đại sư hợp tác vui vẻ Về sau ngày có nhu cầu gì về vật liệu thì có thể tùy thời liên hệ với cửa hàng chúng ta bên này Chỉ cần là ngày chúng ta thậm chí có thể cung cấp trước cho ngày sử dụng Về sau sẽ dùng trận bàn đối lãi Vô cùng chân thành Dùng bốn chữ này để hình dung biểu hiện của nó rất thích hợp được rồi, Lưu Đại Sư lúc này gật nhẹ đầu Nghĩ lại đúng là có một ít đồ vật cần các người giúp ta tìm kiếm Trong đó có một ít tình huyết chân quý Bây giờ ta đang thử nghiệm một loại trận bàn dùng pháp trận để bày sao huyết mạch chi lực Nếu thành công hẳn là sẽ Nói đến đây hắn lập tức ngậm miệng giống như là lỡ lời Ánh mắt hiện lên trên một tia ảo não Nhưng mà tim của hứa tự nhiên đập rất nhanh cái này không có vấn đề, chúng ta hẳn là đều có thể cung cấp được cho ngay. Lâu đại sư có một chút cười cợt nói, đều có thể cung cấp lời này có chút quá đi. Chẳng lẽ ta muốn huyết sinh của thủy tinh đại yêu hoàng, thiên hồ đại yêu hoàng các người cũng có thể cung cấp sao? ấy đại sứ ngày đừng nói giỡn hứa tự nhiên có một chút mất tự nhiên nói xa lâu đại sư nói ai đổ dẫn với ngươi huyết mạch pháp trần ta đang nghiên cứu huyết mạch càng cường đại là có hiệu quả càng tốt nói không chừng dùng huyết mạch cổ thủy Tinh đại yêu hoáng thì cường xả khống chế pháp trận này cũng tạm thời có năng lực không gì không làm được sao cái này làm sao có thể hứa tự nhiên cơ hồ là thốt xa trên mặt tràn đầy và không thể tin được lâu đại sư huynh thản nhiên nói nếu trên thế giới này không có gì không thể, gian phòng kia có thể ngăn cách năng lượng đúng không? Tu la, người cùng ta tiến đến, không hiện ra ta một chút bản lãnh bọn họ lại cho rằng ta lói khoác. Vừa nói lầu lại sư đã đứng người lên trên, đi vào căn phòng ngăn cách kia. Hứa tự nhiên nhìn đường tam chặn lại rồi nói, Tu La Huynh ta không có ý kia, ngươi cùng với đại sư giải thích đi. Dù ngoài miệng nó như vậy nhưng nó cũng không có ngăn cản đại sư thể hiện năng lực. Yên tâm đi, đường tam gật đầu với nó sau đó đi theo lưu đại sư vào căn phòng kia. Từng kiện vật phẩm được lưu đại sư lấy ra, nhìn qua đều là vật liệu chân quý, hứa tự nhiên làm cửa hàng trưởng, là một cao tầng trong cửa hàng linh tế, ánh mắt đương nhiên sẽ không kém. Trong số vật phẩm kia có nhiều tài liệu chân quý mà trình hắn cũng không khỏi có chút níu lưỡi sau đó lầu đại sư chuyển động hỏa diễm hừng hực bắn xa hỏa diễm cấp độ thần cấp nhanh chóng bay lên những tài liệu trần quý lặng yên bị ngọn lửa quét qua ở trước người của đại sư bay lên hỏa tan lại với nhau sắc mặt của lầu đại sư bình tĩnh động tác tự nhiên rất nhanh một viên trận bàn đã thành hình sau đó hắn thấy từ con mắt đại sư có quang mang ẩn chứa tràn xa, một thanh đào xích hồng sắc xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn cấp tông khắc hóa từng đường từng đường vấn đầy huyền ảo trên viên trận bàn kia hỏa diễm phần quánh nên từ bên ngoài hứa tự nhiên động tác lúc này không dám quấy xây hắn chỉ có thể nhìn qua vách tường thủy tinh chăm chú quan sát từng động tác của Lô đại sư động tác của Lô đại sư lúc này rất nhanh lúc cẩn thận từng ly từng tí trên khối trận bàn kia rất nhanh đã xuất hiện ra đầy hoa văn cảm giác huyền nào dần dần biến thành thần ký trọn vẹn một khắc sau Lô đại sư thu hồi lại đào khác trong ánh mắt toát xa mấy phần đau lòng hắn cầm lấy trận bàn thổi thổi sau đó lại kiểm tra một chút mới sao cho đường tam đường tam bưng trận bàn xa lâu đại sư theo ở phía sau thần hồ kỳ kỹ quả là thần hồ kỳ kỹ thật không nghĩ tới ngay có thể chế tác một khối trận bàn trong thời gian ngắn như vậy thật sự làm ta kinh ngạc hứa tự nhiên tán thưởng lâu đại sửa khoát tay nói nào có dễ dàng như vậy vì chế tạo cấp tốc nên nặng phí rất nhiều tài liệu chẳng lẽ người không nhận ra khối trận bàn này riêng giá tài liệu đã vượt qua tất cả các trận bàn trước đó sao đây chính là cái giá để có thể cấp tốc chế tạo nhất định phải lợi dụng một số phản ứng khi mà vật liệu tiếp xúc với nhau trận bàn này các người hẳn là biết đi đường tam đem trận bàn đưa cho hứa tự nhiên hứa tự nhiên nhìn kỹ rót tinh thần lực lượng vào trong đó lập tức trận bàn này đã bày ra năng lực Dung Linh Trấn Trước đó chiến đội sử lẻ khác thì chiến đấu ở đấu thú tràng đã sử dụng trận bàn này Hiệu quả còn tốt hơn tụ Linh Trận Hơn nữa Dung Linh Trấn chưa từng xuất hiện trên thị trường Đối phương dùng thời gian ngắn như vậy đã hoàn thành một khối Dung Linh Trấn. Chuyện này làm hứa tự nhiên không nửa phần hoài nghi lâu đại sư